Hello, hello, anh nhân Shimika, Phương Tà. Xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn phần luyện nghe của bài số 8, Shinshu. Mắc lỗi ha, theo khóa tiếng Hàn trung cấp, bài số 8 các anh chị các bạn. Chúng ta sẽ vô bài mắc lỗi sai sót các anh chị các bạn ha, mà dịch là tương đương từ nó nghĩa là gì. Thì chúng ta sẽ nghe đoạn thoại các anh chị bạn nha. Quên, trước khi nghe chúng ta sẽ dịch ha. Yajanen vì chung nghe nam cha ơi chung hòa rin batasimida, trong con gái là trong khi họp thì đã nhận điện thoại của người con trai này. Câu thứ hai là Yajanen shute chung hòa rin no kowasa chung hòa rin bakchi batasimida, người con gái này đã bỏ điện thoại ở nhà và cho nên không thể nhận điện thoại được ha. Namcha nên yori hataka kurusun keterasimida, người con trai này lúc nấu ăn thì đã làm vỡ cái tô. Rồi mình nghe anh chị các bạn. 1. 지금 회의 중인데 있다가 다시 전화해 주시겠습니까? 아. 지금 회의 중인데 이따가 다시 전화해 주시겠습니까? 죄송합니다. 일이 끝난 줄 알았어요. 죄송합니다. 일이 끝난 줄 알았어요. 또 等了 나 계속 공부 했어요. 루엔 씨, 왜 계속 전화를 안 받았어요? 웬 씨, 왜 계속 전화 안 받았어요? 미안해요. 휴대전화를 놓고 오는 바람에 전화를 못 받았어요. 미안해요. 휴대 전화를 놓고 오는 바람에 전화를 못 받았어요. 뭐 điện thoại nhà cho nên là không nhận được điện thoại không. Cho nên câu số 1 vẫn đúng là câu số 2 vẫn đúng ha. Mình nghe đoạn hội thoại thứ ba. 요리하다가 실수로 그릇을 깨뜨렸어요. 요리하다가 진술로 그릇은 깨뜨렸어요. 네. 다치지 않게 조심하도록 하세요. 다치지 않게 조심하도록 하세요. đừng có để bị đứt tay đứt chân gì nó nghe mà cái tô bể thì kệ nó đi. Giờ thì mình câu này cũng vẫn đúng các chị các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại tiếp theo. Đoạn hội thoại này chúng ta sẽ làm gì nè? Chúng ta sẽ nam cha ơi mà rin tư rin cha nên apuro oteke hakishimika à nè lời nè người con gái mà nghe lời của người con trai này sau này sẽ làm gì đó không. Nam cha ơi cái usanen bilo chukishimita cho người con trai mượn cái dù hè. Bika ổn tế usanen kajigo okesimita, khi mà mưa đến thì nên mang dù theo. Jiha chân này sao neri kichane un cần un mắc in hakesimita. Sau khi rời khỏi trước khi rời khỏi gì trước khi rời khỏi tàu điện ngầm tàu điện ngầm thì chúng ta phải kiểm tra cần mình có bỏ quên đồ gì không. Un cần mắc in hakesimita mắc in hakesimita ha. Cái bài tập số 2 là tư rin cực qua cách thân có sinh của reception. Coi nội dung là trong ABC dưới đây nội dung là giống trong bài nghe nha. Chân ngô xin anh dựa cả dựa chai kê để tư xin chân anh hăng cầu người ta hẹn ha hẹn người con gái này. Chân ngô xin anh ý nhân trong anh sao kinh dựa cha chính ngô cái xin người ta. Chân ngô xin thì có người bạn gái đã quen nhau trong 2 năm đã quen được 2 năm rồi đó ha. Cho nên chân chân u xì kê cho cha chinh của cả ít nên chun ở đó xem người ta người con gái này tưởng là cho cha chinh của cả ít nên chun ở đó tổ con gái này tưởng là chân u có bằng gái rồi ha. Ý là vậy ha. Chúng ta nghe đồng hồ thoại anh chị các bạn ha. Rồi mình chúng ta chọn câu nào đúng nhau rồi. Ý, Hiên Sĩ, 비가 오는데 우산을 안 가지고 왔어. 혜인 씨, 비가 오는데 우산은 안 가지고 왔어요. 요, 가지고 왔는데 지하철에서 우신을 놓고 내렸어요. 가지고 왔는데 지하철에서 우산은 놓고 내렸어요. 내렸어요. 금방 태어나지 뭐 보고 있는 자리가 없어요. 제가 우산이 있으니까 같이 씁시다.
제가 우산이 있으니까 같이 쉽시다. 그리고 앞으로는 버스나 지하철을 내리기 전에 물건을 꼭 확인하도록 하세요. 그리고 앞으로는 버스나 지하철 내리기 전에 물건은 꼭 확인하도록 하세요. 네, 이따가 정우 씨에게 데이트 신청을 할 거예요. 네, 그럼 저희 하천역 가지만 같이 가보세요. 같이 가주세요. 저 우리 좀 우리 공동체에 대해 이런 얘기 하. Rồi chúng ta nghe đồng hồ thoại thứ nhất thì chúng ta thấy là gì, cuối cùng con là đúng nè, câu B nè, bị câu ổn tiền nè, câu B đúng không, con không đúng luôn. Câu C chỉ hai chân này sao nè, đi kì cho nè muốn cơ nên mới kinh hai cái xin mì là đáp án ha. Sao nghe lời này mình sẽ cho có cái đáp án gì. Câu hỏi của này là gì, người con gái mà nghe lời của người thanh niên này thì cần phải làm gì, sau này cần phải làm gì, là phải làm câu C. Rồi, chúng ta nghe đoạn hội thoại thứ hai.무슨 이따가 친구 씨에게 네. 말을 하면 좋을까요? 이따가 이 친구 씨에게 레터를 신청은 한 거예요. 제가 한 gặp mặt với nhau. 무슨 말을 하면 좋을까요? 또 나이 좀 하이래다. 정우 씨요? 정우 씨는 여자친구가 있어요. 친구 씨요? 친구 하? 친구 씨가 여자친구가 있어요. 그거 반가워 마. 아, 그래요? 저는 정우 씨한테 여자친구가 없는 줄 알았어요. 아, 그래요? 왜 하? 저는 정우 씨한테 여자친구가 없은 줄 알았어요. 또 tưởng là 정우 không có bạn bạn gái hè. Chưa có bạn gái hè. 정우 씨는 그 여자친구하고 2년 동안 사귀었어요. 정우 씨가 그 여자친구하고 2년 동안 사귀었어요. có bạn gái đã quen nhau 2 năm rồi ha. Ý là mình nói câu đó thì cuối cùng là câu nào đúng đây các chị? Câu B đúng. Chân của chị lý nhân thông hành sau kinh giờ trả chính của cả isimida đó là sự thật ha. Thế thầy chúng ta nghe đoạn hòa thoại thứ ba. Thế qua rin chẳng tức cố chứ mô này tập hạ xíp xô từ rin này dùng qua cách thử miền tổng cơ răng tạo đưa miền ích xa hạ xíp xô nam cha ơi chân nam cha ơi chân ưng kim imida, họ là kim ha, họ của người cha là kim, nam cha nên giờ cha thêm mình nè hoa ca nát sư mì tà vì con gái này mình bị đang nổi giận ha. Hàn Quốc ấy sẽ nên bổ thông sân tuyê si rinh bút thờ sơ mà làm mì tà thường là thêm chữ si vào như mà kim si là được đúng không, là không đúng đúng không, thêm vào chữ sơn thì như câu này chắc cú là không đúng rồi, nhưng mình cũng nghe thử để mình biết đúng hay sai cái gì các bạn ha. Thế nhiên là sẽ thấy tiếp theo kim si tại hành sinh nhật rồi mà xin cầu xin cô được show kim si nên với sẽ làm việc kê xin chú ý nên mà đi mita kim si nên kim si là có bố đúng nhận hai góc xăm cho đi kỳ bốn là bố kê xin các hàm mita na rừng kim si là có bố đúng nhận bố đúng salami na bố ta nên ares salam imita. Thì có nhiều điểm mà mình nói gì có đúng hay không thì cuối cùng mình thấy câu nào cũng câu B là giải thích nè, câu B là giải thích nè, giờ cha nên làm cha nên mỗi là cô bố lừa già hàm mì cả và đến làm gì ha, mình phải gọi là con gái là bằng là kim sơn sơn em thì là hay nhất, kim si là không đúng là cấp dưới ha. Rồi thì mình bắt đầu nghe đoạn hội thoại các chị các bạn ha. 3. 김 씨, 안녕하세요. 여기 앉으세요. 너 김씨, 물음표 지금 김 씨라고 했어요? 안녕하세요. 여기 앉으세요. 네, 지금 김씨라고 했어요. 하하하. 하여, 왜요? 하하, 왜요? 선생님 성이 김 아니에요? 왜요? 선생님 성이 김이 아니에요? 맞아요. 하지만 한국에서는 보통 성 뒤에 씨를 붙여 말하지 않아요. 맞아요. 하지만 한국에서는 보통 성 뒤에 씨름 부터 말하지 않아요. Không có thêm chữ C vào họ nha. Cái một tên thì thôi. 아, 그래요? 우리나라에서는 성만 부르기도 해요. 그래요? Vậy hả?
우리나라에서는 성만 부르기도 해요. 좀 거라게 họ là tên họ gì thôi luôn ha. 남 김씨 것은 윗사람에게는 쓰지 않고 Kim xin là cái xin với cái nên sử dụng khổ không được sử dụng đối với người cấp trên mình ha. à와 비슷하거나 어린 사람에게 쓸 수도 있어요. 나와 비슷하거나 어린 사람에게 쓸수 있어요. 아, 뭐다 sử dụng đối với những người mà dưới tuổi mình hoặc là những người mà giống tuổi mình ha là được ha. "그리고 김씨 이렇게 부르면 한국 사람들은 보통 기분 나쁘게 생각해요." 그리고 김씨 이렇게 부르면 한국 사람들은 보통 기분 나쁘게 생각해요. 그래서 nếu mà gọi gì thì người Hàn Quốc đó thường là đã có tâm trạng rất là nổi giận ha. Họ nghĩ là cái tâm trạng sẽ nổi giận đó. Cho nên sao? "아, 죄송합니다. 아, 그런 죄송합니다. 줄 몰랐어요." 그런 줄 몰랐어요. 또니 không biết như vậy 아. 몰라서 그런 거니까 괜찮아요. 그래서 몰랐어. 그런 거니까 괜찮아요. 어, được rồi, nếu không biết thì cho không biết nên là không sao hết. 하지만 다음에는 다른 사람들을 이렇게 부르지 않도록 하세요. 하지만 다음에는 3. 다른 김씨. 사람들은 이렇게 부르지 않도록 하세요. Đừng có gọi mọi người giống như vậy là không được hả chị các bạn. Thì cuối cùng mình chọn đây nam chơi sân kim là các bạn thấy đúng không? Đúng nè. Đúng chưa? Số 2 này là không đúng. À. Hoa ca nát xem là dưới cha cho mình nè cho nó xong ta không đúng hãy quay sang nên bổ thông sân tiền xì đến bổ thơ sơ mà nó ta không đúng luôn rồi cái câu dưới đây mà câu nào đúng nè câu B là hai B là đúng nè đúng nghĩa hả câu số 3 là dưới cha nên dưới cha nên nằm cháu đến mùa là cô bổ thơ già hai mươi cả kim sơn cho em ha kim sơn cho em là ok rồi phần đỉnh nghe của bài số 8 sai sót xin lỗi ha, xin su, khóa tiếng Hàn trung cấp đến đây là hết. Cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi.